Xin chào anh chị, cô dì, chú bác, bà con nông dân. Video này thì Phan Anh sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách thức và quy trình các bước và có chụp màn hình theo đây để các anh chị có thể là thao tác làm theo. Thật ra nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà vì là tôi biết là các anh chị, cô dì, chú bác, bà con nông dân là cái khả năng tiếp cận về công nghệ, máy tính, rồi thì internet, mạng xã hội thì tôi cần phải làm kỹ, đúng không ạ? Tôi hướng dẫn cho anh chị, có những người biết rồi thì càng tốt, còn người chưa biết thì chúng ta làm theo, được không ạ? Video này là sẽ hướng dẫn các anh chị là mở kênh YouTube và phát triển kênh YouTube cho thương hiệu nông sản của mình. Vâng, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là YouTube là một cái dịch vụ của Google, cho nên chúng ta phải sử dụng cái tài khoản Gmail để đăng nhập. Thì muốn mở YouTube thì đầu tiên phải có một cái Gmail. Thì bước đầu tiên là mình sẽ vào mình mở Gmail, còn nếu mọi người có Gmail rồi thì càng tốt. Mình vào địa chỉ là gmail.com, đúng không ạ? Mình vào địa chỉ này gmail.com, ok. Sau đó thì mình sẽ đăng ký một cái tài khoản Gmail với tên, tuổi, số điện thoại của mình. Đấy, các bước, đúng không ạ? Vân vân. Sau đó thì mình tạo ra ví dụ như là Gmail là phananhonline@gmail.com. Chỉ mất một vài phút là các anh chị có thể thao tác được trên máy tính hoặc là trên điện thoại, chúng ta đều có thể đăng ký được. Điện thoại thì chúng ta cũng có thể dùng trình duyệt, hoặc là chúng ta tải cái app tên là Gmail xuống, được chưa? Chúng ta tải app, chúng ta đăng ký trên là Gmail để chúng ta đăng nhập. Thế sau đó có Gmail rồi thì chúng ta vào trang YouTube, chúng ta vào bằng máy tính hoặc vào bằng điện thoại đều được. Cái YouTube ấy thì chúng ta có thể là cũng lại cài một cái app có hình màu đỏ, có nút play tam giác đấy, và cái nút chơi đấy, và chúng ta tải cái YouTube này về đó. Sau đó thì chúng ta đăng nhập Gmail của chúng ta vào và chúng ta bắt đầu tạo kênh YouTube. Thế thì khi tạo kênh YouTube thì nó hoàn toàn miễn phí, nó hoàn toàn miễn phí, cũng giống như là Facebook hay là cũng giống như là Zalo, chúng ta không mất gì cả. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải đặt tên kênh của chúng ta. Tên kênh nó sẽ là cái phần hiển thị và nó sẽ là cái phần URL để chúng ta đi vào. Ví dụ kênh Facebook của thầy Phan Anh có tên là PA Marketing. PA là viết tắt của chữ Phan Anh. Marketing là vì thầy Phan Anh làm marketing, ok. Thì đường link kênh YouTube nó sẽ là youtube.com/PA Marketing. Thì đó, chúng ta cần phải lựa chọn. Thí dụ như là Kiên Cà Gai Leo, đúng không ạ? Hay là Phan Anh Dầu Gấp, hay là Phan Anh Hạt Điều. Đấy là ý tôi muốn nói là khi mà chúng ta đăng ký thương hiệu, hay là Cà Gai Leo Sadu, hay là ABCXYZ, hay là Lợn Rừng ABCXYZ. Đấy là cái thương hiệu chúng ta đã chọn. Thì cái chuyện mà chúng ta chọn thương hiệu doanh nghiệp, hoặc là thương hiệu gia đình, hoặc là thương hiệu sản phẩm để chúng ta tạo kênh đều được. Sau khi chúng ta tạo kênh xong thì chúng ta cần quan tâm đến cái ảnh đại diện, hay còn gọi là avatar, cái ảnh đại diện. Thì cái ảnh đại diện này thì chúng ta nên sử dụng là logo của chúng ta, hoặc là chúng ta sử dụng khuôn mặt của chúng ta, hoặc là chúng ta sử dụng sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như tôi bán quyển sách thì tôi sẽ chụp cái bìa cuốn sách này, tôi đưa lên cái ảnh đại diện. Còn tôi bán quả gốc thì tôi sẽ chụp ảnh quả gốc. Tôi bán lúa gạo thì tôi sẽ chụp ảnh cánh đồng. Tôi bán hoa quả thì tôi sẽ chụp ảnh các loại hoa quả. Thậm chí là cái hoa quả tôi phải bày biện ra, tôi chụp ảnh rất là đẹp, nghệ thuật. Các anh chị hiểu ý tôi chứ ạ? Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái ảnh, người ta gọi là ảnh bìa cho kênh YouTube. Cái ảnh nằm ngang ở phía trên cùng này. Thế thì cái ảnh bìa này mình cũng phải thiết kế nó đẹp, nó nhận diện thương hiệu, nó có logo, có màu sắc nhận diện, có tên thương hiệu, có số điện thoại, có website ở trên đó, có cách thức mua hàng ở trên đó, và nó đẹp chuyên nghiệp một chút. Chúng ta cũng có thể làm sử dụng cái một số cái công cụ để làm cái ảnh bìa này. Ví dụ như là các anh chị có thể sử dụng cái phần mềm có tên là Canva. Canva là canva.com, canva.com. Mình vào đây mình tìm là thiết kế, mình mở tài khoản trên Canva, sau đó mình tìm là thiết kế banner YouTube, hoặc là cover YouTube dùng từ tiếng Anh, hoặc là thiết kế ảnh bìa YouTube đều được. Đấy, thế thì mình vào đây mình tìm là YouTube mà cover, thì mình sẽ, nó sẽ ra đưa ra các định dạng là mình làm rất là dễ, trên điện thoại và trên máy tính đều làm được nha, không nhất thiết chúng ta phải có máy tính.
chúng ta có thể làm được toàn mọi thứ trên điện thoại. Thí dụ như các bạn xem cái kênh PA marketing của tôi đúng không ạ? Logo chính là là avatar và cái ảnh bìa nhận diện thương hiệu. Đấy, có slogan pour our heart and brain, tức là dốc hết trái tim và khối óc của chúng tôi dành cho khách hàng. Cái từ cái thuật ngữ slogan này nó là pour our heart and brain, tức là dốc hết trái tim và khối óc để dành cho khách hàng. Đấy, các anh chị thấy là tôi làm cái video rất là hăng say, rất là chăm chỉ, rất là nói rất là mệt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là năng lượng, rất là vui vì tôi đang chia sẻ những kiến thức mà tôi nghĩ rằng là rất hữu ích cho các anh chị và các bạn, nhất là những bà con nông dân, để áp dụng cái việc đấy vào kinh doanh của mình, đúng không? Thế sau đó thì chúng ta bắt đầu là viết những cái mô tả về kênh, tức là ví dụ là doanh nghiệp của tôi, số điện thoại của tôi, website của tôi, Facebook của tôi, cách thức mua hàng, địa chỉ của tôi, vân vân, các cái quan điểm chúng tôi viết đưa lên cái phần mô tả. Sau đó thì mình bắt đầu mình làm các video mình đăng. Cái này thì bắt buộc phải là video, bởi vì là kênh YouTube là mạng xã hội chia sẻ video, nó không có hình ảnh, nó không có những cái bài viết đơn thuần, mà nó giao tiếp với nhau bằng video. Vì vậy thì chúng ta phải làm video. Thế thì chúng ta làm video bằng cách nào? Thì lại quay lại vấn đề thứ nhất là chúng ta làm bằng điện thoại di động, hoặc là chúng ta có thể mua những cái máy ảnh compact, những cái máy ảnh nhỏ, hoặc là những cái máy ảnh chuyên nghiệp, hoặc là mua cái máy quay handcam của Sony, nó cũng chỉ 5-7 triệu thôi, chuyên quay cái máy quay như thế này. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái máy quay to, tùy vào điều kiện của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái handcam, gọi là handy camera đấy, là cái máy quay cầm tay này cỡ nhỏ, chuẩn 4K hoặc Full HD, nó bây giờ nó chỉ 6-7 triệu là rất là rẻ. Và cái thời lượng pin của nó có thể được 5-7 tiếng. Thì mình mang ra cánh đồng, mình mang ra cái chỗ mình nuôi trồng, mình có thể vừa trò chuyện vừa nói, tôi chăm con lợn, con heo, con gà, cây lúa, cây điều, cây cao su như thế này. Đó, tôi nghĩ rất là hay. Đấy, mình phải chú ý một chút về ánh sáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hoặc là nếu mà ở trong tối thì mình phải mua thêm đèn. Ví dụ như tôi đang ngồi trong studio này thì trước mặt tôi là phải có 4-5 cái đèn nó đánh chói chang luôn ấy, đúng không? Thế rồi thì mình mua một cái chân đèn, để mình để, hoặc là mua một cái chân để điện thoại như này. Đấy, thế là mình sẽ đặt thế này mình quay, đúng không? Camera nó chĩa về mình, dùng camera trước mình quay, mình nói. Đấy, thì sau đó mình up lên, về nhà có mạng hoặc là dùng 3G, 4G mình up lên YouTube. Up lên bằng cách nào? Thì mình rất là đơn giản thôi, mình vào app YouTube như thế này, đúng không ạ? Đấy, mình vào app YouTube của mình, mình xem, sau đó thì mình tải video lên. Đấy, mình tải video, mình bấm vào cái biểu tượng có hình cái máy quay, nút dấu cộng ấy, cộng là thêm đấy, đúng không? Bấm vào đây thì nó sẽ có là video, live story và post này. Nếu mà bạn dùng bản tiếng Việt thì là video là bài là video, còn live là mình sẽ phát live stream trên YouTube, mình có thể phát được. Rồi thì story tức là câu chuyện, mình có thể chia sẻ bài post ở trên YouTube. Đấy, thế mình sẽ chọn video, sau đó mình chọn đến cái video mình muốn. Mình chọn đến những cái video mình muốn. Thì video trong này mình đã có sẵn rồi. Thế là mình up lên, sau đó mình viết. Mình viết tiêu đề. Viết tiêu đề phải chứa những cái từ khóa liên quan đến sản phẩm. Viết mô tả, rồi thì meta tag, những cái phần mà cái ô đấy không được bỏ trống, đúng không? Viết tiêu đề thật hay, ví dụ như là thịt lợn rừng hữu cơ, chuẩn xịn. Đấy, những cái từ khóa nó rất là mạnh, nó rất là đặc biệt, nó rất là hấp dẫn, lôi cuốn. Rồi xong đó viết mô tả ra lợn rừng như thế nào, viết hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái tính năng trên điện thoại này có này. Trên điện thoại nó có cái tính năng là voice to text. Đấy, nếu mà bạn nào dùng iPhone, tôi đang dùng iPhone thì tôi chia sẻ với các bạn. Còn các bạn dùng Android nó cũng có, nó có cái biểu tượng cái hình micro ấy. Voice to text thì mình có thể nói, sau nó sẽ ra chữ. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn này. Đấy. Tôi nói chữ các bạn nhìn nè nó ra. Đấy. Ok. Nói chậm thôi, nói rõ nhé. Xin chào bà con nông dân. Tên tôi là Phan Anh. Đấy, các anh chị thấy không ạ?
Thế thì với cách như thế thì mình có thể là nói vào đấy và mình không cần viết, mình nghĩ gì mình nói vào là nó sẽ ra được cái text của mình. Nhưng mà viết mô tả thật hay, thật hấp dẫn và làm video cũng phải phải chuyên nghiệp, chuẩn chỉ. Làm video phải phải nội dung phải tốt, hấp dẫn và nói cho khách hàng và bạn hàng có biết là sản phẩm của mình tốt như thế nào, mình nuôi trồng, mình chăm sóc nó ra sao, nó an toàn, nó sạch sẽ, nó chất lượng, vì sao nó rẻ, vì sao nó đắt, vì sao nó ngon, vì sao nó bổ, vì sao nó an toàn, để người ta kích thích người ta mua hàng nhá. Thế rồi thì mình phải để ý đến ánh sáng, để ý đến âm thanh, làm sao nó âm thanh nó phải trong, ánh sáng nó phải đẹp, nó phải có nắng, nó để nó hình nó tự nhiên, nó đẹp lên thì cái video nó sẽ chất lượng, đúng không? Đấy, thế rồi thì cuối mỗi video thì mình bao giờ mình cũng nói là liên hệ với mình qua số điện thoại này để mua hàng, hay là đến shop ở địa chỉ này, hay đến nhà vườn ở địa chỉ này, hay là mua hàng trên website này, tất cả những cái thông tin liên hệ mình đều phải để lại. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm kênh YouTube, và hàng ngày chúng ta làm video, chúng ta đưa lên sau một thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm thì kênh của mình nó có số lượng hàng chục, hàng trăm video và có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn lượt xem. Và đấy chính là cách mà mình đang làm thương mại đấy, cách mình đang làm thương hiệu, cách mình đang bán hàng online, cách mình đang online social media vân vân đấy. 4.0 là như vậy đấy. 4.0 bắt đầu từ những điều đơn giản như thế, được chưa ạ? Cứ làm, cứ chia sẻ một cái video 10 phút, 20 phút, phải nghĩ trước khi khi nói. Thế thì cái video này nói về cái gì? Video nói về bí quyết, video nói về nuôi trồng, video nói về khách hàng, video nói về sản phẩm, video nói về cách chăm sóc, vân vân, rất nhiều. Hậu trường rồi thì các cái quan điểm kinh doanh, rồi thì sâu bệnh như thế này, sâu bệnh như thế khác, cách mình phòng chống, mình chăm chút, mình tại sao cái quả này ngon, cách chọn quả ngon như thế nào, vân vân. Bất kể cái chủ đề gì, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không vi phạm thuần phong mỹ tục, giúp tăng được nhận diện thương hiệu, giúp tăng được giá trị bán hàng, giúp khách hàng hiểu tốt hơn về sản phẩm và dịch vụ của mình, giúp khách hàng tìm thấy mình thì là mình làm thôi nhá. Đấy, mình cứ quay, cứ điện thoại cho tôi hoặc là mua cái handcam mình quay, là mình sau đó mình về nhà có mạng mình up lên, hoặc là mình mua 3G, 4G gói to và mình up lên, xong mình viết, hay là mình viết mô tả là được kênh ấy. Cứ làm như thế nhá, đơn giản thôi. Mình hàng ngày mình đều phải làm việc, ra đồng mình cũng phát live stream, ra đồng mình cũng làm, đi chăm sóc cây cao su mình cũng làm, đi chăm sóc cái con lợn, con gà hay là cái con chim, con cò gì đấy mình cũng làm. Mình cứ làm như thế, bởi vì mình là nông dân mà, mình có gì phải xấu hổ đâu, đúng không ạ? Nhưng mà mình làm chuyên nghiệp, mình kể chuyện, mình tập một chút đi. Giống như là thầy Phan Anh thì làm nghề giảng, thì thầy Phan Anh cứ thế là giảng, giảng, giảng. Đấy, làm kênh YouTube nó không hề khó. Cái khó nhất là cái lượt xem nó phải nhiều. Sau đó thì mình chú ý thiết kế cái ảnh bìa một chút cho đẹp chuyên nghiệp. Đấy, xong đó thì mình chia sẻ lên trên YouTube và dần dần thì kênh nó sẽ có lượt xem. Và càng hay, càng bí quyết, càng lạ. Ví dụ như cái kênh Tây Bắc chẳng hạn, nó giới thiệu những cái món ăn, cách thức dân tộc này kia thì cái lượt xem nó rất là nhiều. Và đấy chính là cái thương hiệu, đấy chính là sau này giá trị hàng hóa của mình sẽ được tăng và người ta biết đến mình nhiều hơn, đúng không? Ví dụ mình làm nước mắm thì mình có thể cách chọn cá này, cách muối cá này, rồi thì cách bánh cá này, rồi thì cách lọc, rồi thì cách chiết chai, rồi thì phân biệt mắm thật, mắm giả, mắm ngon, bao nhiêu độ đạm, bất kể cái gì mà mình đều có thể chia sẻ. Những cái bí quyết quan trọng này mình dừng đi, mình đừng nói. Mình nói những cái mà để hấp dẫn khách hàng, để người ta mua hàng thôi. Đối tác, bạn hàng người ta biết đến thương hiệu của mình nhiều hơn thôi nhá. Vâng, các chị hiểu ý tôi chưa? Bắt tay vào làm luôn. Lập Gmail, tạo kênh, làm avatar, làm ảnh bìa, sau đó sản xuất video, đăng lên hàng ngày. Đấy, và là theo dõi để mình làm, hoặc là vào kênh PA Marketing của tôi mà xem. Ok, rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.